Hey, xin chào các bạn nha. Hôm nay là mình phải dọn nhà rồi, công nó tới rồi. Bây giờ là rất là bận luôn. Mình đã kiếm được nhà và nghĩ là thứ hai này mình sẽ dọn nhà rồi. Thành ra là bây giờ là mình rất là bận. Mà mình sẽ quay cho các bạn coi cái cảnh mà người ta kéo container tới cho mình, rồi người ta dọn nhà cho mình ha. Để coi cho các bạn biết là mình có rất là nhiều đồ, rất là bận bịu. Đó là lý do tại sao mà mấy bữa nay mình không có quay được, là mình phải dọn nhà đó các bạn, tự vì đồ nhiều quá. Ok, bắt đầu nha. Vô gara đó. Sắp hạ xuống rồi đó. Tiền công mà hạ công xuống vậy đó là 325 euro, bốc công đi cũng tính y chang vậy, công đến công đi, rồi thuê công, rồi tiền thuê công. Rồi, em an toàn trước cửa nhà đó. Mang phước ở nhà là hai nhà chung. Nhà mình có hai cái gara để công. Rồi, công sắp hạ xuống rồi đó. Tiền công mà hạ công xuống vậy đó là 325 euro. Bốc công đi cũng tính y chang vậy, công đến công đi, rồi thuê công, rồi tiền thuê công. Rồi, em an toàn trước cửa nhà đó. Mang phước ở nhà là hai nhà chung. Nhà mình có hai cái gara để công.
cái công thứ nhất là kéo xong buổi sáng rồi. Giờ cái công thứ hai thì mình sẽ cho nó nằm kế bên nhà. Công thứ hai thì mình đi ra đây một chút xíu là nó sẽ nằm kế bên nhà. Đây là công thứ hai. Rồi đầy hai công này. Xong rồi tiếp tục hai công nữa là mình xong. Đây là cái ông tài xế, ông làm xong rồi đó. Hên là bên kế bên nhà mình á là mình hai căn liên tục. Có hai cái gara rồi có thêm một cái sân rộng này nữa, chứ không thôi là không có chỗ để công. Mà công bên đây là đúng là mình để được hai công, mà tự nhiên công nó to quá, đi vô hai công sát bên khó quá, thành ra là phải để như vậy. Coi như là tạm biệt cái khu này rồi. Ok, quay lại cái nhà một chút. Hoa hồng của mình có cây nó nở. Quay cái hoa hồng một chút xíu. Hoa hồng nó nở đẹp ghê chưa nè. Mà cây này là cây nở cuối cùng, mấy cây kia nó nở hết rồi, nó đang ra nụ. Đó, các bạn coi cái hoa hồng của nhà mình đẹp không? Ok, đây nè, mấy cây này nó nở hết rồi, nó đang ra mầm. Không à, bây giờ dọn nhà không biết có chăm nó được hay không nữa.